Đã từng giới thiệu cả chục trường hợp đi xuất khẩu lao động, bà Rộng không ngờ đến lượt con mình mới xuất ngoại chưa đầy 2 tháng đã bỏ mạng nơi đất khách. Tôi cũng lần thần người ra cũng chả biết cái gì cả. Cái hợp đồng của em nó đi sẽ hoàn lại cho em. Thế còn cái tiền đền bồi cho em cái sự cố xảy ra thì là do bên đấy. Đấy là công ty là điện về cho là như thế. Người con trai cả trong gia đình đang làm việc ở Đài Loan, Trung Quốc. Suốt 3 ngày nay cũng lăn lộn tìm cách bảo vệ quyền lợi cho em trai. Thế nhưng theo anh Hoàng Đình Duy, cái khó trong việc xác định bồi thường là hiện giấy tờ của nạn nhân đều đã bị thiêu rụi. Làm giấy tờ nếu như một người thì là làm rất là nhanh, nhưng đây là 6 người, mà 6 người trong khi đó nó lại không còn cái gì cả. Chỉ nhìn thấy bà chủ thôi. Bây giờ ông chủ nào cũng như cách ly nên là họ chưa giải quyết được cái gì. Tất cả người lao động khi sang làm việc cái này họ đều có một cái cơ sở dữ liệu điện tử. Nếu như họ phía họ yêu cầu thì phía văn phòng y tế văn hóa Việt Nam sẽ là bắt của chúng tôi sẽ cố gắng cấp lại cho người lao động. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ thi thể của người con trở lại quê hương và trên hết là mong mỏi sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng cho những mất mát mà gia đình phải trải qua.